Phía sau tôi là một trường tiểu học mà quận Bình Thạnh đã tận dụng để chuyển thành khu cách ly tập trung. Điều này cho thấy tại các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị nhiều kịch bản để ứng phó với việc là các trường hợp tiếp xúc gần ca dương tính tăng cao. Ngoài sự chủ động của quận huyện, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mở rộng thêm các khu cách ly để cách ly F1 như tận dụng khu ký túc xá có quy mô hàng ngàn người. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng với việc diễn biến dịch bệnh phức tạp nên hay không tính luôn cả phương án cách ly F1 tại nhà. Vấn đề này theo các chuyên gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu mà cảm thấy người ta ở trong khu cách ly mà vẫn không an toàn vì lý do quá tải thì chúng ta phải nghĩ ngay tới chuyện cách ly tại nhà. Chắc chắn là sẽ có những cái quy trình riêng cho cách ly tại nhà và cái mức độ an toàn của cái người đó khi cách ly tại nhà, và cũng có thể họ sẽ xét tới là F1 này á là F1 nguy cơ thấp. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã hướng dẫn thí điểm cách ly tại nhà F1 ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Tuy nhiên, việc thí điểm này diễn ra ở nơi có khu công nghiệp có số lượng lớn người tiếp xúc. Về hướng dẫn cách ly tại nhà như thế nào thì Bộ Y tế đã có hướng dẫn. Làm sao ấy, cái trách nhiệm của người cách ly để không lây cho chính bản thân gia đình họ cũng như là cho cộng đồng. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tăng cường kiểm tra. Đặc biệt là chúng tôi nghĩ rằng là vấn đề vi phạm thì xử phạt nghiêm. Như vậy, việc cách ly tại nhà đối với F1 là một phương án được xem xét. Tuy nhiên, phương án này phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và theo các chuyên gia sẽ được tính toán rất kỹ với mục tiêu cao nhất là phải an toàn cho cộng đồng.